Hello anh em, hôm nay mình quay cho anh em coi cái làm phục. Mình có tháo một cái, hôm qua khách có mang tới cho mình một con Z8. Thì lúc mà mở ra thì thứ nhất là cái đầu ốc đó là nó choẹt hết rồi, nó có dấu. Sau đó là mở bên trong thì bị cắt cái như vậy đó, người ta cắt như vậy. Tại sao người ta cắt như vậy? Tại vì người ta không có đồ mở phục. Đây là cái cây mở phục, cái cây này là cái cây gia công lại thôi. Mình mua cái cây mẫu tới 5 triệu mấy, 6 triệu mấy á. Thì hôm bữa mình đưa cho một người anh đi chép lại, ổng chép ra hai cây, đưa cho mình một cây. Cây này là cây chép lại gia công ở Việt Nam dựa theo cái cây nguyên đó ha. Cái cây mình mua đó, xài cái này để cho nó đỡ sót cái cây kia. Thì đây là cái cây mở phuộc, nó có cái lỗ ở đây nè, để anh em nhét vô giữ nó và đẩy xuống để mở cái đầu phuộc ra. Thì thường người ta làm phuộc người ta sẽ không có, cho nên là người ta sẽ cắt như vậy cắt thì hư hết đó, không có nên ha, nó không có chịu lực được. Rồi mở đầu phuộc ra thì nó có dấu hết. Cây này nè, nó có một cái cây giữ chọt vô cái lỗ đó, ép nó xuống đó, lỗ hai bên. Thì ổng không có, ổng kêu ổng cắt luôn. Với lại nó còn một cái vấn đề rất quan trọng, cái vấn đề đó là người ta không gắn cái khoe phục, cái khoe phốt phục. Thì mình sẽ tả cho anh em xem. Cái bạc phục, đây là cái bạc phục đó, cái bạc phục để nó giữ một cái, thường nó sẽ có hai cái bạc đây. Cái bạc này là cái bạc ở trên nè, nó sẽ chạy ở trên cái ống phuộc ha. Tại vì cái mặt mạ này nè là cái mặt chạy, để nó không có bị xước á, đây gọi là bạc phuộc. Cái mặt này là mặt chạy, thì cái bạc này nó sẽ nằm ngay cái khoe này đó, thì nó giữ cứng ngắc ở cái ti, nó chạy lên chạy xuống là chạy trên cái ống phuộc này đó. Còn đây là cái bạc phuộc dưới, bạc phuộc dưới nó lại ngược lại, nó dính vô trong cái ống phuộc nhưng mà nó chạy trên ti nè, nó chạy trên ti nè, lớp mạ nằm bên trong, anh em thấy không? Thì cái này đóng vào phải có đồ đóng. Thì hôm bữa mình đã nói với anh em một cái bộ làm phuộc mà khoảng 70% ở bên mình á, mình mua nó đã tầm khoảng 60 triệu. Đó là cái đồ hạng trung bình, nói chung là đồ hãng đó, cũng của hãng nổi tiếng đó, nhưng mà cái cấp trung bình thôi, chứ cũng trung bình khá, cũng chưa phải là cái cấp cao, nhưng mà phải bèo nhất là phải từ đó trở lên, chứ không phải đồ Đài Loan nha. Đồ Đài Loan xài kỹ thì cũng được, nhưng mà đó cao hơn cái cấp Đài Loan ha. Thì phải như vậy trở lên thì mới làm được phục, và sau đó thì còn lại cái người làm phục có kỹ thuật để biết làm. Nó không có thưa mà nó chỉ nhỏ. Thì cái chỗ này không có đồ đóng phục vô, không có đồ đóng phốt phục, thì người ta không có nhét được cái khoe. Cái khoe ở đây nó có cái vành, cái vành giữ khoe đây nè, đây nè, là cái vành nhỏ xíu ở ngoài nè đó. Nó có một cái cây động khoe nó bằng thép để mà nó giữ cho cái bạc chứ cái phốt phục không có bị văng ra ngoài. Thì lúc mà xe chạy tới là văng cái phốt phuộc với bạc phuộc ra ngoài luôn. Người ta chấm keo dán sắt vô, người ta không có gắn cái khoe đó. Rồi ráp phuộc thì ráp sai đó. Thì cái này để anh em nhận được một cái bài học là, ví dụ như làm phuộc phân khối lớn, đây là dầu phuộc là dầu mới đó anh em, chứ không phải dầu cũ đâu. Đây là có nước luôn hả? Vô nước luôn hả? Vô nước luôn. Rửa không kỹ á, rửa không có xịt cái không có xịt khô á, ở trong đường ti của nó còn dầu, có thể là dầu trong đó, rửa không kỹ á. Đây nè, dầu phuộc của nó dầu mới, không biết đi dầu gì mình không rõ, tại vì đó, thì làm không có đúng. Đây nó cũng xước ti rồi, xước ti sập ti hết rồi nè anh em. Đó, nhưng mà cái này có thể xài lại được, cái thay ti thì tốn kém quá, có thể xài lại được, cho nên là mình không nè, xước hết rồi, cho nên là mình không có thay.
Tại vì thay ti cũng tốn kém lắm anh em. Khi mà làm sai như vậy á, thì mình sẽ mất đi một cái cặp ti rất là tốn kém, chứ không hề đơn giản. Bên mình làm cặp phục này thay phốt phục, bây giờ hả phải kiếm khoe. Mình quay để cho chủ xe biết được rằng cái phục của anh nó ở tè le hụt me rồi, hư rồi đó, có gắn vô nếu mà nó sẽ, mình sẽ cố gắng làm đến mức mà đạt hiệu quả cao nhất thôi, chứ mình không chắc là nó sẽ hoàn hảo được đâu. Với lại khi mà cái phục nó có dấu rồi thì bắt buộc nó phải có dấu thôi nè, nó sẽ mất cái thẩm mỹ bên ngoài nhưng mà cái chất lượng bên trong thì cũng không biết. Còn đây nè, đó này, dấu bên này nó ít hơn thì sẽ không có dấu, cũng y chang như cũ là vậy thôi. Nếu mà cây phục mà chưa mở, bên mình mở ra không bao giờ có dấu. Tháo khoe chưa? Cây bên này là hình như còn phe nó mới không bung đó. Đó, đó đây nè, cái phe bằng sắt cây này đó, nó là cộng kẽm đi, nó giữ cái phốt nè, thấy không? Rồi giờ tìm cái phe này cũng cực hình luôn. Cây phụ có một cái khoe, nhưng giờ kiếm đâu ra. Thôi ngáo ngáo chỉ mở cái phe ra cho. Đó anh em, chơi là chơi bỏ bớt luôn. Bất kỳ mình nói thật với anh em là bất kỳ một cái chi tiết nào trên một cái bộ phận nào không phải nó là đồ dư, giống như là cái phốt chụp bụi đây, nó không phải là đồ dư luôn anh em. Nó ngoài để nó đẩy lên đẩy xuống để nó tuốt những cái dơ mà nó bám trên cái ti ra, để cho nó giảm lại cái tác hại lên cho cái phốt trong này nè, để độ bền nó cao hơn đó, chứ không ai mà gắn dư. Không ai gắn dư làm gì, vậy mà có người không có gắn phốt chụp bụi luôn, chứng minh cho anh em coi luôn, ngoài xe này luôn. Bởi vậy mình, tại sao mình nói với anh em á, mình làm gì mình biết mình đang làm cái gì, nó sẽ được hiệu quả như thế nào, rủi ro ra sao, làm việc phải biết như vậy. Em mình đâu có nói điêu đâu nè, đâu có gắn phốt chụp bụi đâu, không hề có phốt chụp bụi. Bên này cũng không có luôn, này dầu thì xì đó, không có phốt chụp bụi nha, phốt nhớt thôi. Đây là phốt chụp bụi nè, bất kỳ xe nào nè phốt chụp bụi nè, đây xe nhỏ cũng có phốt chụp bụi nè, bên trong đó là cái phốt mà để mà giữ nhớt đó, nó chịu áp lực bên trong cho nên lúc nào nó cũng phải có một cái khoe giữ nó lại, để không thôi nó bung ra làm sao, nhúng xuống thì nó áp lực đẩy dầu văng cái phốt ra. Xe nào cũng phải có phốt chụp bụi hết, thế nào đó, rồi xe nào cũng phải có khoe để giữ hết, làm chơi bỏ hết luôn. Cái này thì do cách nhìn nhận của chủ xe và thợ thôi, thì mình không có, mình phải mang tới những cái chỗ chuyên làm xe lớn thì người ta mới có đồ nghề làm, và làm cho nó chuẩn người ta biết cách làm. Còn nếu mà mình mang tới chỗ xe nhỏ thì người ta chưa bao giờ làm, có thể người ta làm được đó, nhưng mà được như thế nào thì người ta đâu có biết. Giống như vậy đó, vừa thiếu đồ mình không có trách người ta được, phải trách cái người chủ xe là mình cách nhìn nhận đó. Hoặc có thể là vì giá cả, hoặc có thể là ai sửa xe cũng giống nhau. Không phải, bây giờ giống như mình sửa xe lớn đi, đưa cho mình sửa xe nhỏ đó đi, làm được đó, nhưng mà nó lâu hơn người ta bình thường, với lại phải đi mua đồ một chút. Bởi vì tại sao á, thường anh em hỏi mình có làm xe nhỏ không, ví dụ như thân thiết quá hay này kia, hay là khách chuyên ở bên mình làm xe lớn thì mình sẽ nhận làm xe nhỏ, mà thường là làm full đó, thì người ta sẽ chịu, cái giá nó sẽ mắc hơn ở bên ngoài một chút, nhưng mà được một cái là đồ mình gắn vào toàn là đồ tốt không à. Đó, với lại mình sẽ canh lại rất là kỹ lưỡng, mất thời gian.
đó, mình hạn chế đó. Và mình hay chỉ anh em làm xe nhỏ qua những cái lò xe nhỏ, ví dụ như cái lò đó nó chuyên ẹp, anh em mang ra buổi tối anh em có tiền chi đủ sáng mai nó cũng xong. Cái mức độ như vậy là người ta có thể làm một chiếc xe hư bất kỳ thứ gì người ta đều có sẵn hết, chữ mà lò mà, hoặc là qua chỗ nào lò chuyên winner qua là có đồ hết, không có phải đi mua vòng vòng, đồ người ta đặt người ta chữ rất nhiều đó. Tại sao mình thì chỉ như vậy, không phải là mình chê hay là như thế nào đó, mình muốn cho cái khách của mình, cái người hỏi mình là người ta tin mình sẽ được một cái gì đó nó lẹ làng chuyên nghiệp hơn. Chứ còn mình đã không chuyên rồi mình cố nhận nó không có đạt về cái nhất là thời gian, hai là giá cả người ta mong muốn. Đó là mình hay chỉ vậy. Còn thường ví dụ như anh em mà qua hỏi về vấn đề CNC, mình chỉ qua tiệm CNC à, hoặc cái tiệm nào mình không biết thì mình không chỉ. Đó, cái này anh em phải thông cảm. Tại vì nếu mà làm bên mình á, mình cũng mang qua người ta, mình ăn cái tiền chênh lệch và mất thời gian cho anh em. Thôi mình chỉ qua bên đó luôn cho anh em qua bên đó làm, đỡ mất thời gian anh em, đỡ còn giá còn tốt hơn nữa. Đó, đó là như vậy, anh em mong anh em hiểu. Đây mình đang làm máy Ninja 400. Những cái máy mà anh em, máy này cũng đã bị làm rồi đó, làm không đạt á. Thì anh em nào mà cần máy móc hay gì anh em cứ alo cho mình. Riêng mình, người phân khối lớn thì mình chữ máy rất là nhiều. Mình chuyên mua những cái xe tai nạn để mình về mình lấy những linh kiện phụ tùng như máy móc này kia. Cho nên là nói về máy thì mình không dám nói đứng nhất hay đứng nhì gì hết. Nhưng mà hầu như tất cả các dòng xe mình đều có máy của nó, hầu hết thôi nha, chứ không phải tất cả nha, hầu hết các dòng xe mình đều có chữ máy hết đó. Cho nên anh em cần gì thì cứ alo cho mình nè. Cái ron keo này làm máy rồi đâu có đạt đâu à, nhìn là biết mà đó. Rồi làm máy nó có cách làm máy, cốt giá nó khác nhau thì cái cốt làm khác nhau. Nó giống như xe nhỏ vậy đó, một chiếc xe nhỏ anh em làm máy xe zin nó cũng phải mười mấy triệu, không có rẻ đâu. Thì cái xe mô tô phân khối lớn không thể nào mà nó mười mấy triệu được một cục máy được, giá nó phải cao hơn nhiều. Tùy theo cái loại máy, tùy theo hư nặng hay nhẹ mà phải thay đồ nhiều hết. Còn làm miễn dên nó cũng vậy, giờ làm miễn rẻ là miễn ô tô, mà ô tô miễn xịn đó thì nó còn đỡ đó, bạc ba lớp nó còn đỡ, còn bạc hả, nhôm bạc sắt tùm lum đó. Nó xài cho những cái máy dầu vòng tua thấp xài cũng sẽ tạm bợ trong vài tháng, chứ không thể nào mà xài lâu bền được, và không thể nào gắn chiếc xe mô tô được những cái bạc đó được đó. Gắn cho xe mô tô thì dùng cái miễn gọi là cái miễn zin của xe hơi, khi mình uống lại mình làm thì có thể miễn zin đó là miễn ba lớp, gọi là miễn loại tốt nhất mất tiền đó, thì cốt nó sẽ cao. Làm như vậy thôi đó thì cũng may mắn, để làm kỹ làm đúng thì mới xài được cho một chiếc xe. Và có nhiều người lại không hiểu cái vấn đề là miễn zin, ví dụ như mà cái cốt zin và cái tay zin nó, cái khi mà mình phát hiện ra cái xe mà nó mới bị hại cái lớp bạc đầu tiên là chốc hết cái lớp chì, nó đang tới cái lớp đồng, lớp ngoài cùng lớp sắt, thì nó hết lớp chì nó mài tới lớp đồng á, đồng thau mà nó đỏ lên rồi thì nó đã có tiếng kêu rồi, nhẹ thôi. Nhưng mà lúc đó mình mang ra mình thay bộ miễn dinh mới, mình đặt nước ngoài về bộ miễn dinh mới mình ráp vô thì xài được. Nhưng khi mà nó phá rồi á, nó kêu mà mầm rồi, nó là có nghĩa là nó mài luôn cả cái lớp bằng đồng thau là nó phá rồi, thì lúc này á cái lưng tay dên á, cái lưng bên trong cái tay dên và cái cốt dên nó đã bị phá, nó xước rồi. Bây giờ muốn xài lại á thì phải vớt lại cái phần tay, cái lỗ tay dên, vớt lại cái cốt dên, và vớt như vậy thì bắt buộc cái miễn dên nó sẽ dày hơn miễn bình thường. Miễn dên nó sẽ có cốt đó, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó dày lên như vậy thì đủ, nó có cốt đó, nó có đủ không đó. Nếu mà nó bị hư về hai mặt thì chắc chắn không có miễn dinh dinh. Mình hứa anh em xài cao tay là miễn nhôm này, miễn nhôm này chạy áp lực cao là không được. Thường ở những cái tiệm làm dên ở Việt Nam mình đa số là không có làm miễn mô tô, đó là làm miễn ô tô, ô tô và máy dầu đồ này kia đó. Cho nên cái miễn mà dinh rất là hiếm. Thì muốn mình làm được cái miễn dinh mô tô nè,
thì người ta sẽ phải làm thường xuyên thì người ta mới đặt được cái đồ miễn cho nó phù hợp với cái máy mô tô đó, chứ không hề đơn giản. Bây giờ ví dụ như lâu lâu tôi làm cục máy tôi ôm, tôi biết mua miễn mô tô ở đâu, mua để chữ nó làm gì, nó đâu có thường xuyên đâu đó, nó không hề đơn giản đâu anh em. Rồi thường có nhiều người mua trên Taobao miễn dên Trung Quốc về sao xài gắn vô, anh em biết cái máy này đã cho phép mở từ 1 đến 2 lần thôi, mở ra nhiều lần ốc nhão nhét hết à. Dạ chào anh. Dạ anh chạy lên đây giúp em. Nó nhão nhét à, đâu có xài được, cho nên nó làm phải chịu tiền một lần để mà chạy hoài, và đừng có để nó tới cái nó phá tới cái quá nặng, mình chủ xe là cái người phải chịu gánh chịu cái thiệt hại đó đó, và phải đặt một cái niềm tin ở một đúng chỗ à, để chuyên làm những cái phần đó. Giống như bây giờ độ xe lên gấp lên bánh bên mình đâu có dám nhận đâu, giờ làm máy đi, bảo dưỡng đi, sửa chữa đi, mình làm cho anh em coi, tại vì đó là chuyên ngành của bên mình đó. Nhiều người rồi lên gấp lên bánh dễ lắm, làm rẻ, anh em để coi chạy có an toàn hay không. Người ta không bao giờ nói với anh em được ừ lên như vậy có an toàn hay không, làm nó không hề rẻ. Anh em đã thay một cái bánh và cái gấp của một xe khác lên một chiếc xe khác, canh chỉnh rồi canh rất lâu, và là muốn làm chuẩn đó, hơi bị khó, không phải dễ đâu. Làm chạy ten đó, tùy cái cảm của cái chủ xe, người ta cảm ít thì người ta không nhận ra, người ta cảm nhiều là người ta sẽ hối hận, bảo đảm luôn. Rồi cảm ơn mọi người nghe.